Tổng kho gia dụng Nhi Thiết xin kính chào toàn thể các bác nhé. Và hôm nay thì em lại tiếp tục lên một cái live để phục vụ các bác, chuyên những cái hàng độc lạ đẹp và kèm theo đó là sale xả nhé, tất cả những cái mặt hàng gia dụng thiết yếu trong buổi live ngày hôm nay. Thì các bác chú ý xem hết video và nhận những cái món quà không đồng đến từ tổng kho gia dụng Nhi Thiết nhé. Và hôn phone em luôn ghim sẵn ở trên màn hình, nó là 0867024332 nhé. Các bác hoàn toàn có thể kết bạn Zalo để em có thể tư vấn và gửi hình ảnh xác thực hơn. Và khi các bác nhận hàng thì kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho em nhé. Hóa đơn trên 200k em xin được bao ship, và 500k em xin gửi tới các bác những cái phần quà tri ân giá trị nhé. Và các bác lần đầu đi qua kênh của em, không quên cho em xin một nút like, như một nút chia sẻ và đăng ký kênh. Bác nào đã đăng ký kênh rồi thì không quên cho con xin một nút like và chia sẻ kênh, để kênh con ngày một phát triển nhé, và phục vụ các bác được nhiều hơn nữa. Và con xin đi vào chi tiết báo giá từng sản phẩm ạ. Và tiếp theo Shop Nhi Thiết xin gửi từ các bác một cái mã sản phẩm, đó là khay đá thông minh silicone nhé. Đấy, một cái chất liệu làm đá vô cùng là ok luôn này, bằng nhựa PV, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Và thiết kế của nó này là 2, 4, 6, 7, 14 viên đá nhá, 14 viên đá chứ không phải là 12 viên như các số khác này. Đấy, và phần sau của nó thì được đệm bằng các phần đệm silicone mềm như thế này. Thì khi các bác mà có làm đá thì bình thường như các khay khác là các bác phải bịa thì đá mới tách lên, hoặc phải lấy cậy, rất là mất thời gian và khó chịu nhá. Thì với cái phần này là phần nó là phần mút silicone này, các bác chỉ việc rất là mềm, các bác lấy tay đẩy nó lên là viên đá nó sẽ lên các bác nhá. Đấy, sẽ lên. Và tiếp theo đó nó sẽ có một cái phần nắp như thế này để các bác nắp để bảo quản đá nhá. Để nếu mà có lỡ chúng ta có sử dụng chung ngăn đá với là thịt này hay là tôm cua ở trong ngăn tủ thì nó đều không ảnh hưởng nhá. Đấy, những cái viên đá vuông vắn rất là nhỏ gọn để chúng ta uống trà chanh, trà sữa hay cà phê. Đấy, giải nhiệt mùa hè chanh đá rất là ok nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em cái mã này. Em cắt lỗ giảm sâu cho các bác nhá. Chỉ có là 10.000 thôi. 10.000 đồng. Đấy, trên một khay. Các bác thấy không ạ? Em xả lỗ mạnh tay luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Hàng về quá nhiều em không còn kệ để bày hàng nha các bác nhá. Thì em lại tiếp tục lôi ra để tổng xả kho cho các bác trong buổi live ngày hôm nay, để các bác mua về sử dụng nhá. Thì đầu tiên đó là cái mã sản phẩm bình trà đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em nhá. Đấy, đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em này. Nó là bình trà giữ nhiệt các bác nhá. Em mở bên trong cho các bác dễ dàng quan sát này. Bên trong của nó là lõi của bình Ninoxu 316 nhá. Một cái thương hiệu thép Ninox vô cùng là được ưa chuộng bên Nhật Bản luôn. Đấy, chống han, chống dỉ, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và đây là cái phần nắp của nó. Thì nó được thiết kế thông minh như thế này. Các bác có thể cho trà coxi, trà chanh hay là trà pha uống bình thường đấy ạ, hoặc là trà lá nhá, các bác cho vào đây cho em. Đấy, sau đó là các bác đậy nắp vào, xoáy chặt như thế này. Đó, các bác nhìn này, cái phần nắp của nó răng cao su rất là dày dặn luôn. Để làm sao? Để nó giữ nhiệt cực kỳ tốt cho cái bình này nhá. Giữ nhiệt từ 8 đến 12 tiếng cho em này. Đó, sau khi các bác chế nước nóng hoặc là cho đá nước mát vào đây thì các bác lắp cho em cái nắp bình này vào và xoáy theo chiều kim đồng hồ cho em nhá. Xoáy theo chiều kim đồng hồ nó vào khoảng tầm 2 vòng, khi nó kịch thì các bác dừng lại. Thì khi các bác rót thì các bác có thể điều chỉnh bằng một tay, đó là ở đây cái lễ gà nha, các bác ấn xuống thì nó sẽ mở miệng nắp ở đây. Đấy, thì các bác rót nước ra cho em này, khi các bác không sử dụng thì các bác nhả ra. Đấy, rất là đơn giản. Thì nó lại tự động khóa vào nhá. Thì với cái bình trà các bác nhìn này, thiết kế rất là tinh tế, nhỏ gọn và đẹp như thế này. Vỏ của nó được bao bọc bởi 4 lớp nhá, 4 lớp tách nhiệt để làm sao ạ? Chống bỏng, chống nóng cho các bác này. Rất là ok luôn. Bên ngoài thì được sơn những cái lớp sơn tĩnh điện như thế này, chống han dỉ theo thời gian nhé. Ở cái phần đáy thì nó có cái gioăng cao su như này, để khi các bác đặt lên mặt bàn, mặt ghế thì nó sẽ chống rung, chống lắc, chống độ cho em nhé. Và với cái mã này thì trên thị trường các shop đang bán với một mức giá là 140 hoặc 120, nhưng riêng cho buổi live ngày hôm nay em sale chỉ còn 100 nhé. Siêu không lợi nhuận cho các bác này, siêu rẻ luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Chỉ còn là 100k. 100k trên một em nhé. Và tiếp theo xin gửi tới các bác một cái mã sản phẩm đèn thờ mới về bên em nhé. Một cái mã sản phẩm đèn thờ vô cùng đẹp, tinh tế và ý nghĩa. Đó, các bác có thể quan sát tổng quan cho em. Đó là đèn thờ bàn tay Phật nhé. Thì nó thể hiện bàn tay Phật đưa ra đỡ búp sen chớm nở nha các bác nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là tinh tế như này. Em sẽ cầm gần cho các bác quan sát nhé. Từ phần hoa này cho đến phần thân đèn này. Đấy, cho đến phần đế của đèn nhé. Thì đầu tiên là phần đế của đèn rất là rộng rãi và chắc chắn cho em này. Nó thể hiện những cái làn mây rất là mềm dẻo,
Đấy, rất là uyển chuyển như thế này. Và trong mây thì hiện ra một bàn tay Phật nhá. Một bàn tay Phật đưa ra để ban lộc, ban phước, phổ độ chúng sinh nhá. Rất là tuyệt vời ý nghĩa. Và bên trong bàn tay Phật thì có thể hiện một chữ vạn ạ. Một chữ vạn này sẽ biểu hiện cho cái sự cát tường và bình an cho gia chủ sử dụng nha các bác nhá. Đó. Và trên bàn tay Phật thì có một cành hoa sen pha lê đổi màu như này cho em nhá. Rất là đẹp và tinh tế. Nó sẽ đổi đủ 7 màu cho em này. Nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng hào quang cho cái không gian thờ nhá. Đấy, một cái ánh sáng hào quang rực rỡ luôn. Và cái ánh sáng hào quang này nó sẽ làm tôn nghiêm đấy cái không gian thờ của mình lên, cũng như là rất là đẹp và ý nghĩa nhá. Thì với cái mã sản phẩm này, chiều cao của nó là 30 cm các bác nhá. 30 cm cho em đo rồi. Và với mức giá vô cùng là ưu đãi em gửi từ các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là 1.050.000. Đó, 1.050.000 em tặng kèm 2 led nha các bác nhá. 2 led đổi màu cho em này. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Đó là đèn thờ bàn tay Phật 1.050.000. Và tầm giờ thì không còn quan trọng lỗ lãi gì nữa nhá. Và con sẽ cắt lỗ giảm sâu cho các bác này. Mã đầu tiên con gửi tới các bác đó là cái mã sản phẩm ổ điện thông minh nhá. Thì cái mã sản phẩm này con thấy nó rất nhiều là những cái ưu việt. Thì đầu tiên con sẽ giới thiệu về dòng sản phẩm này. Nó gồm có 1, 2, 3, 4, 4 ổ đa năng. Đi được 2 chân và 3 chân cho con luôn nhá. Đấy. Và tiếp theo ở đầu cuối nó sẽ là hai cổng USB để chúng ta sạc điện thoại qua sạc tích điện hoặc là sạc đèn pin, sạc bất kỳ cái dòng gì nhá. Ở cái thế hệ mới đây các bác nhá. Thì nó thông minh ở chỗ là chúng ta dùng ổ nào chúng ta bật ổ đấy. Ví dụ như là chúng ta dùng nguyên một ổ này cho quạt hoặc là tủ lạnh thì chúng ta bấm đây, hoặc là tủ lạnh, máy lọc nước ở riêng nhau chúng ta dùng hai ổ. Kèm theo đó là ví dụ như lò vi sóng chẳng hạn. Đấy, còn các ổ khác mình không dùng, mình không bật thì nó sẽ chống sao ạ? Chống chập, chống cháy, chống giật cho em tuyệt đối nhá. Và cái mã sản phẩm này thì em sử dụng rồi nhá, chất lượng quá là ok luôn. Đấy, rất là ổn định về nguồn điện các bác nhìn này. Đồng của nó rất là dày dặn như thế này luôn, truyền nhiệt cho em vô cùng tốt nhá. Thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm này. Em xin được sale xả cái mã này. Các shop khác đang bán với giá là 80k nhưng nay em cắt lỗ luôn. Em gửi tới các bác với mức giá là 70k trên một ổ nhá. 70k trên một con ổ thông minh này dùng. Đấy, rất là tuyệt vời luôn ạ. Và tiếp theo đây em xin gửi tới các bác một mã sản phẩm, đó là đèn thờ gỗ nhá các bác nhá. Một mã đèn rất là cổ kính, trang nghiêm và tinh tế. Thì thời gian gần đây thì rất nhiều khách hàng hỏi đặt mua đèn gỗ bên em nhá. Và đây là khách hàng đặt và đặt trên ban thờ nhà mình ạ, chụp ảnh gửi cho em. Rất là ưng ý luôn ạ. Bởi vì những cái đường nét rất là tinh tế, tinh xảo nhá, mang nét cổ kính này. Đầu tiên em xin giới thiệu về cặp đèn này. Cặp đèn này có kích thước là cao cho em là 52 cm các bác nhé. Cao 52 cm cho em này. Chất liệu gỗ là chất liệu hương nhá, gỗ hương quý cho em này. Bởi vì tất cả những cái chất liệu để mà làm đèn thờ đấy trên cái không gian linh thiêng thì em đều chọn những loại chất liệu gỗ rất là quý nhá, chống mối mọt 100% này. Và với cái phần thân đèn thì nó sẽ là một bình sứ nhá. Một bình sứ được điêu khắc này, đan này. Đây, hình bông hoa sen như thế này. Đấy, với trên đó là những cái đường nét hoa văn vô cùng là tinh tế tỉ mỉ đến từ thương hiệu gốm sứ Bát Tràng nha các bác nhá. Và bên trong thì có một cái cặp đèn led siêu tiết kiệm điện ở bên trong. Thì các bác thích màu vàng em sẽ thay màu vàng cho các bác. Các bác thích màu đỏ thì em sẽ để màu đỏ cho bác. Đấy, nó sẽ tỏa ra cái ánh hào quang sáng rực cái không gian thờ thì mình lên nhá, để tôn lên cái vẻ cao quý và trang nghiêm cho không gian thờ. Và bên trên nó sẽ là một cặp chóp nhé, một cặp chóp đấy, nó như là cái mái bình tre đấy. Thì với cái cặp đèn này nó có tên là tứ phương phát tài các bác nhé. Thì các bác sắm thỉnh ngay cho em cái cặp đèn này về đấy, để đặt lên cái không gian thờ của mình để nó có cái ánh hào quang nhé, để có cái ánh hào quang cũng như là cái sự tôn nghiêm tôn kính cho cái không gian thờ nhé. Và với cái cặp đèn gỗ này em xin gửi tới các bác với một mức giá nhé siêu đãi 52 cm các bác nhé. Khi các bác mua các bác phải chú ý là hỏi là bao nhiêu xăng nhé, bởi vì mỗi một xăng nó sẽ liên quan đến giá tiền khác nhau. 52 cm này sẽ bằng giá là 900k nhé, 900k trên một cặp đèn gỗ này luôn ạ. Vừa đẹp vừa tinh tế vừa cổ kính sang trọng nha các bác nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và tiếp theo đây là mã sản phẩm bông lúa điện bên em nha các bác nhé. Thì với cái mã sản phẩm này các bác mua về trang trí phòng khách, cũng có thể là cắm vào ban gia tiên hoặc là ban thần tài thổ địa nhé, thì rất là tuyệt vời và ý nghĩa luôn. Bởi vì với cái sản phẩm bông lúa vàng này nó sẽ mang một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời, đó là sự ấm no đủ đầy, đó giàu sang phú quý thịnh vượng cho gia chủ nhé.
Thì cái mã sản phẩm này là mẫu mới nhất nhá. Thì các bác xem này, từ đường nét này, đấy, từ cái lá cho đến bông lúa này đều rất là tinh tế như thật luôn. Đây các bác có thể quan sát giúp em ạ, nhìn kỹ luôn nhá, gần luôn đấy ạ, như thật luôn từ bông lúa cho đến cái lá. Và khi cắm lên thì nó sẽ kết hợp với hệ thống đèn LED nhá, làm sáng rực cái không gian thờ lên, đấy, rất là đẹp và tôn kính luôn. Và chiều cao của bông lúa này em đo là 80 cm nha các bác nhá, 80 cm. Đấy, khi cắm lên bình thì nó có sẽ như thế này, rất là vừa vặn cho cái không gian thờ của mình nha các bác nhá. Và với cái mã sản phẩm này, với tất cả các shop nhá, đang bán trên thị trường là mức giá là 370k. Đấy, nhưng mà riêng với hôm nay, tổng kho Như Thiết tri ân khách hàng nhá, với một mức giá siêu nãy chỉ còn là 330k, một con số rất là đẹp luôn ạ. Thì các bác nhanh tay chốt đơn giúp em nhá. Đấy, 330k trên một bó nhá, một bó 10 cành nhá, 10 cành ạ. Và mã sản phẩm tiếp theo em xin được các lỗ xả sâu cho các bác nhá. Đó là mã sản phẩm hộp đựng thức ăn bằng inox su 304 như này nha các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, sáng loáng luôn, bền đẹp, các bác mua một lần sử dụng trọn đời cho em luôn nhá. Đấy, với thiết kế bằng inox su 304 thì chống han dỉ tuyệt đối cho em nhá. Đấy, mà lại an toàn khi sử dụng, khi mà chúng ta cất đồ ăn thức uống ở trong tủ thì nó sẽ tránh mùi nhá. Nó không giống như là chúng ta đựng trong hộp nhựa các bác ạ. Đấy, rất là tuyệt vời. Một chiều của nó là 10 xăng và một chiều của nó là 13.5 nha các bác nhá. Độ sâu thì sẽ là 5 xăng, sâu thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Kèm theo nó là một chiếc nắp nhá. Đấy, một chiếc nắp như này này. Hai đầu của nó sẽ có hai cái lẫy nhá, các bác ấn xuống này. Đấy, nó chỉ cần nghe cái khực phát là nó đã lắp chặt rồi nhá các bác nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn, bền đẹp, các bác mua một lần sử dụng trọn đời cho em. Và em cắt lỗ xả sâu này, đấy, cho các bác chỉ còn với mức giá là 10k trên một sản phẩm nha các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời, không một shop nào bán cái giá này, bởi vì giá nhập nó cũng đã cao hơn rất là nhiều rồi. Đây là em cắt lỗ thôi nha các bác nhá, các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Và em tiếp tục cắt lỗ giảm sâu cho các bác, đó là cái bộ nồi Mitsu nha các bác nhá. Một bộ nồi cao cấp với dung tích là 2,7 lít, 3,8 lít và 4,7 lít cho em nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không, vô cùng đẹp và sang trọng lịch sự cho em luôn. Và em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm nhá. Thì đầu tiên là cái bộ nồi này, thì các bác có thể quan sát cho em ạ, rất là đẹp luôn. Với nắp bung là kính cường lực trong suốt cho em nhá, chịu nhiệt chịu lực cực kỳ là ok. Đấy, bọc bởi là inox su 304 dày dặn như này cho em. Khi các bác mua về thì các bác lắp giúp em cái tay cầm lên đây nhá. Đấy, cái tay cầm của nồi này. Đấy, rất là xịn sò luôn, bằng đồng nhá, bền bỉ. Đấy. Và cái miệng rộng của cái nồi này nó sẽ là 18 cm nhá các bác nhá. Chiều sâu sẽ là 11 cm, phù hợp để các bác là rang thịt nhá, hay là nấu canh khi mà nhà có ít người cho em này. Đấy, và tiếp đến thì là cái con nồi thứ nhì này. Đấy, con nồi thứ nhì các bác nhìn thấy không? Kiểu dáng thiết kế vô cùng là đẹp, lịch sự, sang trọng. Đế nồi siêu dày cho em, chống khê, chống cháy tuyệt đối. Các bác cứ mua về đi, trăm bác mua thì trăm bác ưng, khen ngợi hết lời cho em nhé. Đấy, miệng rộng của nó sẽ là 20 cm và chiều sâu của nó sẽ là 12 cm các bác nhé. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, cũng tương tự các bác lắp dùm em cái tay cầm như này. Đấy, các bác có thể tưởng tượng đấy, rất là đẹp, đặt trong cái không gian bếp nhà mình thì sang trọng tuyệt vời rồi. Đấy, và cuối cùng thì là em nồi to nhất đấy nha các bác nhé. Đấy, em nồi to nhất. Thì với em nồi này các bác có thể là nấu súp hoặc là luộc. Đấy, hoặc là khi mà nhà có khách khứa thì chúng ta lôi ra sử dụng, nấu dùng cho nhiều người nhá. Miệng của nó sẽ là 22 cm này, chiều sâu của nó sẽ là 13 cm các bác nhé. Đấy, đấy, tay cầm này. Đấy, miệng nồi này, kính này. Đấy, thiết kế kiểu nồi này rất là đẹp và lịch sự luôn. Và điều quan trọng là em xeo xả nhá, xeo xả sập sàn luôn, cắt lỗ cho các bác. Trong cái live em đang bán là 450k, nhưng với buổi live ngày hôm nay em bán cho các bác với mức giá siêu nãy chỉ còn là 400k thôi các bác nhá. 400k kèm theo đó là đây, em chuẩn bị rất nhiều các phần quà để tặng bác này. Đấy, nó là khay inox nhá, khay inox đựng thực phẩm như này cho em này. Các bác mua thì em sẽ gửi tặng này. Đấy, rất là xịn sò, rất là đẹp luôn này. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Và tiếp theo là mã sản phẩm bình giữ nhiệt kim cương nhé, rất phù hợp với cái thời điểm nóng bức hiện tại, để các bác mua về đựng nước lạnh nhé, để mang đi làm hoặc là sử dụng đựng nước thuốc, nước lá. Đấy, giữ ấm cũng rất là ok cho em này. Đấy, các bác nhìn này, bình xịn nhá, đến cái dây cầm của nó cũng xịn luôn, rất là mềm dẻo chắc chắn như này cho em này. Đấy, em sẽ mở bên trong cho các bác dễ dàng quan sát nhé. Bên trong khi các bác mở ra, các bác sẽ thấy một cái lõi lọc bằng inox số 304 cho em như này. Để làm gì ạ? Nó có tác dụng khi mà chúng ta pha trà
hoặc là thuốc bắc, thuốc lá thì nó sẽ giữ lại cái bã nhá, để khi chúng ta uống nó sẽ không trôi theo ra cùng. Đấy, rất là tiện lợi. Và còn bên trong đây, các bác quan sát cho em ạ, hàng xịn xò chất lượng luôn. Ninox Su 304 sáng bóng, dày dặn, không han gì nhá, rất tốt cho sức khỏe người sử dụng luôn, không như các dòng sản phẩm trôi nổi khác như các bác nhá. Đấy. Và điều quan trọng là cái lớp cách nhiệt của nó là 4 lớp tách nhiệt nha các bác nhé, để làm sao giữ nhiệt tuyệt đối 24 giờ cho các bác sử dụng luôn. Bên ngoài còn được sơn một lớp sơn tĩnh điện như thế này để giữ, để chống han dị trong những cái môi trường ví dụ như là ẩm hay là những cái môi trường mưa gió thất thường khi mà chúng ta cầm đi làm nhá, mà nó gặp phải nhá, rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây, còn đây là phần nắp của nó này. Cái gioăng cao su này rất là dày dặn và chắc chắn như này luôn cho em này. Để các bác nhìn những cái đường gioăng nhá, nó sẽ giữ nhiệt này, rất là tốt. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và với cái mã sản phẩm này thì em đang sale với mức giá trên khách hàng cực kỳ khủng nhá. Đây, em đã ghi sẵn giá đây rồi. Với 1,5 lít thì giá tiền của nó sẽ là 150k các bác nhá. Còn với 1,2 lít sẽ là 140k và 1 lít sẽ là 130k các bác nhá. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm này. Và màu thì em đang có hai màu nhá, em sẽ gửi bất kỳ cho các bác này. Em sẽ có hai màu. Đấy, một màu này, một màu bạc và một màu này nhá các bác nhá. Đấy. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Bình giữ nhiệt kim cương 150k trên 1,5 lít. Và mã tiếp theo gửi từ các bác đó là cái mã sản phẩm đèn thờ nhá. Cao 25, 30 và 35 xăng bên em nhá, mới về luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Và trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em sẽ giới thiệu kỹ về cái phần này ạ. Hàng nhà em là hàng loại 1 các bác nhá. Bông sen này, bên này là hàng bông loại nhỏ này, nhạt, cánh rất là mỏng. Và hàng nhà em chỉ bán hàng loại 1 nhá. Cánh rất là dày dặn, tinh tế như thế này. Bông to bản 13 xăng. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhá. Đấy, rất là đẹp so với cái bông này. Cánh rất là mỏng này, màu sắc thì nhạt này. Đấy, giờ bông bé hơn hẳn luôn nha các bác nhá. Đó, và với cái mã sản phẩm đèn cao 25 xăng này, các bác có thể quan sát giúp em ạ. Nó là thân pha lê nhá, thân pha lê hình cầu trong suốt như này. Và bên trong thân đèn cũng có một hệ thống đèn LED độ màu nhá, để tỏa một cái ánh sáng rực nổi cái không gian thờ của mình lên nhá các bác nhá. Đấy, cái phần trên của bông hoa sen thì em cũng thay hệ thống đèn LED độ màu. Đó, bông hoa sen sẽ độ màu ngũ sắc cho em, xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ các bác nhá. Hoặc là chúng ta có thể để nguyên bản như này, một màu vàng. Đây là tùy các bác nhá. Các bác muốn thì em sẽ thay, mà không thì em sẽ để nguyên bản màu vàng như này ạ. Thì bên em đang có 3 kích cỡ. Một là kích cỡ cao 25 xăng như này các bác nhá. Cao 25 xăng. Và kích cỡ tiếp theo là kích cỡ cao 30 xăng. Đấy. Đây các bác nhìn cận cảnh này, thân pha lê của nó nhá, cũng như là bông hoa nhá. Cam kết hoàng loại một xịn sò dày dặn cho các bác luôn. Rất là đẹp. Và đây là mẫu cao 35 xăng các bác nhé. Cao 35 xăng này. Đấy, tất cả đều là pha lê. Và khi cắm điện lên sẽ là đổi màu nhé. Đấy, bông hoa sen này, rất là to đẹp dày dặn luôn. Và với cái mã sản phẩm này, em xin được chiên tới khách hàng với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Đó là đèn pha lê. Đấy, đổi màu bông hoa sen lưu ly này nhé. Thì với cao 25 xăng này, cao 25 xăng sẽ bằng là 240k. Đó, 240k các bác nhá. Rất là rẻ luôn, vừa đổi màu vừa chân pha lê đổi màu. 30 xăng thì sẽ bằng là 290k nha các bác nhá. 290k cho em này. Và cao 35 xăng. 35 xăng thì sẽ bằng là 340k cho em này. Đấy, vừa rẻ vừa chất lượng, nó rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Với những cái mã hàng thờ thì bên em rất là tinh tế và tỉ mỉ nhá, chọn lựa kỹ càng để tới các bác những cái sản phẩm đẹp nhất, chuẩn nhất để thờ cái không gian linh thiêng của mình nhá. Thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Với cái mã sản phẩm bông hoa sen lùn cao 25 là 240, cao 30 là 280 và cao 35 là 340 nha các bác nhá. Và tiếp theo đến em xin được sale xả cho các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là mã sản phẩm miếng dán gan bàn chân nhé, thải độc gan bàn chân. Thì như các bác biết, tất cả các huyệt đạo mà quan trọng của chúng ta thì đều nằm ở huyệt gan bàn chân. Đấy, thì khi các bác dán cái miếng thải độc này, nó sẽ thanh lọc và thải độc cơ thể, điều hòa huyết áp, điều hòa lưu thông khí huyết nhé. Đấy, điều hòa mạch tim cho cơ thể rất là tốt luôn. Thì với cái miếng dán này nhà em là miếng dán loại 1 nhá. Đấy, tác dụng cực kỳ tốt luôn, có cả tấm màng luôn chứ không như các sản phẩm trôi nổi khác đâu các bác ạ.
Thì có một bác ở trong Sài Gòn mua dùng thử và nói là ôi chân bác đang tê lắm, bác mua sản phẩm bên con về dùng thì là đỡ đi rất là nhiều. Thì con gửi tiếp cho bác 10 hộp nhé. Đấy, một cái lời khen của khách hàng rất là ấm lòng nhá các bác nhá. Thì với một cái mã sản phẩm này thì em thấy nó rất là ok, rất là xịn như vậy thì em đã ôm số lượng nhiều. Và em sẽ cắt lỗ sale cho các bác để cho các bác sắm để trải nghiệm nhá. Thì các shop khác đang bán là 40k nhưng riêng đến với shop em hôm nay chỉ còn là 35k nhé. 35k trên một hộp 50 miếng dán như này này các bác này. Đấy, các bác dùng thoải mái cho em nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và hôm nay em lại tiếp tục xả kho nhé. Cắt lỗ mạnh tay các bác ơi. Đó, nó là dạng thuốc xịt chuột nhé. Và đuổi côn trùng dạng sinh học cho em. Vô cùng là an toàn cho người sử dụng nhé. Cũng như là nhà mình có trẻ nhỏ. Đó, thì rất là sử dụng rất là ok luôn. Và nó rất là cực kỳ là nhạy nhé. Đấy, khi mà chuột ngửi thấy cái hơi thuốc xịt này thì nó sẽ sợ và tránh xa nhá. Không những chuột mà còn rán, còn muỗi, còn kiến nhá, đều rất là ok cho em này. Đấy, nhà em thì bữa đó là có cái xe máy chuột nó cứ hay bị cắn dây ở bếp. Và em mua sản phẩm này về em test luôn thì em thấy nó vô cùng hiệu quả và chuột bỏ đi các bác ạ, rất là tuyệt vời mà lại an toàn nhá. Đấy, hoàn toàn bằng thảo mộc tự nhiên cho em. Bác mua về chỉ việc mở nắp ra như vậy. Đấy, cắm cái vòi xịt vào cho em và xịt trực tiếp vào những cái chỗ mà chuột hay cư trú. Đấy, hay cắn dây điện. Đấy. Thì chuột sẽ tránh xa nhá. Và cái mã sản phẩm này em đang bán trên các line trước, các bác biết nó là 40k trên một chai nhá, dung tích 500ml như thế này. Nhưng riêng trong buổi live ngày hôm nay em cắt lỗ đậm sâu cho các bác luôn, chỉ còn là 30k trên một chai nha các bác nhá. 30k trên một chai này ạ. Các bác nhanh tay lên đơn cho em. Mã sản phẩm tiếp theo em xin là lên nhanh cho các bác nhá. Đó là cái mã sản phẩm mà cối này và chai. Đó, một cái mã sản phẩm để chúng ta làm sao giã hành, giã tỏi nhá, giã gừng giềng nhá. Rất là ok luôn, hay là giã muối vừng, muối viếc để chúng ta đổi bữa nhá. Rất là tuyệt vời để làm nộm, làm nhức nữa các bác ạ. Đấy, thì em xin đi sâu vào chi tiết sản phẩm nhá. Đầu tiên thì cái cối này, đấy, được làm bằng hoàn toàn su, inox su 304 cho em nhá. Một cái loại inox vô cùng là bền, đẹp, sáng bóng. Và thiết kế, nhà thiết kế đã thiết kế rất là thông minh một cái đế bằng mút cao su các bác nhá. Để làm gì ạ? Để khi các bác đặt lên cái mặt bàn hay là đặt lên cái mặt nền nhà mình đấy ạ, thì nó không bị trơn trượt nhá, nó sẽ có cái độ mút để giữ cái cối thật là chắc chắn cho em này. Đấy, rất là ok luôn. Em đo luôn kích thước cho các bác ạ. Thì với cái mã sản phẩm này, chiều cao của nó sẽ là 10 cm các bác nhá. Và cái miệng của nó cũng là rộng 10 cm luôn cho em này. Và tiếp đến thì là cái chày. Đấy, các bác nhìn cho em cái chày ạ, cũng bằng inox nguyên khối nhá, rất là chắc chắn, su 304 cho em này. Đấy. Và chiều dài của con này sẽ vào dơ phảo khoảng 17 cm cho em này. Đấy, 17 cm các bác nhá. Đó, cầm. Đây là phần trên là cầm, phần dưới là giã nhá. Và kèm theo đó sẽ có một em nắp như thế này. Khi các bác sử dụng các bác sẽ nắp vào như này cho em. Để làm gì ạ? Để giữ cho cái sản phẩm mà mình muốn giã đó là nó không bị bắn ra ngoài. Ví dụ như là chúng ta giã cua, chúng ta giã muối vừng, chúng ta giã tí rừng, tí gừng, tí tỏi. Đấy, để làm gia vị kho cá chẳng hạn. Đấy, hay là làm gia vị để ăn chấm chẳng hạn, chúng ta cho tất vào đây nhá. Đấy, đậy nắp lại không bị bắn tung bắn tóe ra. Nó rất là tiện mà không các bác, rất là ok luôn. Đấy, rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em. Thì với cái mã sản phẩm này thì 10 bác nhận sẽ là 10 bác ưng ý cho em luôn, bởi vì cái độ dày dặn chắc chắn của nó nhá, rất là ok luôn. Và cái mã sản phẩm này em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nhá, chỉ còn là 120k các bác nhá. 120k các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Cắt lỗ cho buổi live ngày hôm nay đó là mã sản phẩm đèn năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, với một cái mã thế hệ mới đó là pin khủng này. Đấy, thời gian hoạt động tận 24 giờ cho em nhé. Với thiết kế thông minh là tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, các bác mở ra thì có một con remote ở trong đây để chúng ta điều khiển bật tắt từ xa như này cho em nhé. Đấy, rất là ok luôn. Kèm theo đó là một em sạc này để các bác sạc với nguồn điện 220V. Đấy, các bác chỉ việc mở ra đây và cắm vào đây cho em này, một đầu với lại đèn và một đầu với lại nguồn điện 220V là chúng ta sạc 2-3 tiếng là sử dụng 24 giờ thoải mái nhá. Đấy, trên thân đèn thì nó sẽ kết hợp là một cái fan pin năng lượng mặt trời, khi các bác treo ở bên ngoài như này này thì nó tự hút tự tích điện nhá. Đấy, hoàn toàn là nguồn điện tự nhiên cho em. Và khi các bác sắm cái con đèn này thì là cực kỳ thông minh và sáng suốt, bởi vì tại sao ạ? Khi mà mất điện thì chúng ta có thể lôi ra sử dụng hoặc đi ra ngoài. Chúng ta sử dụng nó như một chiếc đèn pin các bác ơi, hoặc là mang đi bán hàng lưu động này. Đấy, mang ra chuồng trại vườn tược chúng ta treo này, hoặc đêm tối treo ở cổng con cháu chúng ta về nhá. Đấy, đi cắm trại du lịch cũng rất là ok. Đấy, hoàn toàn là thế hệ mới nhá. Đèn siêu khủng này,
rộng 9.5 và cao tận là 16.5 cho em. Và với cái mã sản phẩm này thì em đang bán với mức giá là 75k. Riêng cái buổi live ngày hôm nay thì em cắt lỗ chỉ còn là 65k cho một sản phẩm này các bác nhé. 65k cho một em đèn siêu xịn mịn này. Các bác nhanh tay chốt đơn giúp em ạ. Đèn năng lượng mặt trời 65k. Mùa hè gối gì cho mát thì hôm nay em xin trân trọng giới thiệu các bác với cái mã sản phẩm gối điều hòa chiếu trúc này các bác nhá. Đấy, gối đầu cứ gọi là mát rượi cho em. Thì các bác nào đã sử dụng chiếu điều hòa rồi thì biết đó, các bác nằm thì cảm giác nó mát, mát từ cái thân tre, thân trúc tự nhiên này các bác nhá. Đây này, các bác này, nằm lên gối đầu mát, đó, không dính bết mồ hôi, rất là tuyệt vời cho em nhá. Đấy, mà kèm theo đó là nó còn massage cho chúng ta cơ. Đó, thì khi các bác mua, em sẽ gửi là một vỏ gối như thế này nhá. Một vỏ gối như thế này cho các bác này, kèm theo là một em gối, đấy, bên trong như thế này. Bên trong là bông cho em nhá, bông 100% cho em, rất là ok, xịn xò luôn các bác ơi. Đấy, thì một combo này, em muốn gửi tới các bác với một mức giá siêu rãi nhá. Chỉ còn là 80k các bác, 80k cho một cái em gối này. Và nếu các bác mua từ hai gối trở lên sẽ là 150k cho một cặp nha các bác nhá. 150k cho một cặp và 80k cho một em gối này nha các bác nhá. Đấy, mùa hè thì gối em gối điều hòa chiếu trúc này thì cứ gọi là mát rượi cổ luôn nhá. Đấy, mà không dính bết mồ hôi, dễ dàng tháo giặt, nó sử dụng rất là ok luôn cho em. Và tiếp đến em gửi từ các bác cái mã sản phẩm mà chảo chống dính tổ ong nha các bác nhá. Đó, các bác nhìn cho em này, bằng ni lốp nguyên khối sáng bóng và dày dặn cho em như này luôn các bác nhá. Các bác nghe tiếng gõ thì biết rất là dày dặn luôn. Đó, bằng vân đá tổ ong như này nhá. Chống dính này, chống khê, chống cháy cho em tuyệt đối luôn. Các bác mua con này về, các bác dán cho em thì cứ đảm bảo là vừa ngon vừa giòn, rất là xịn nhá. Đấy, mà không bao giờ bị cháy hoặc là xém đáy nồi cho em. Và với cái con chảo này thì đường kính của nó là 28 inch các bác nhá, 28 inch. Tay cầm của nó là 20 nhá. Đấy, mà là rỗng cách nhiệt cho em này, rỗng nhá. Đấy, cách nhiệt cho em tuyệt đối luôn, xịn sò. Chiều sâu của con chảo này thì em đo luôn cho các bác ạ. Chiều sâu của em chảo này là khoảng tầm 6 phân rưỡi 7 phân nhá. Đấy, thoải mái để sử dụng chiên rán này. Đấy, nem chiên rán cá này. Đó, rất là ok và tuyệt vời luôn cho em nhá. Các bác nào ưng cái mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn cho em. Đó là chảo vân đá tổ ong nhá. Đấy, 28 inch với một mức giá là 120k các bác nhá. 120k cho mã em chảo này ạ. Đây, em ghi luôn vào đây cho các bác dễ nhớ nhá. 120k. Đó. Mã tiếp theo em xin được trao sản cho các bác nhé. Đó là một cái mã, một cái đơn hàng vô cùng hot luôn. Đó là cái mã bếp ga công nghiệp các bác ạ. Thì bây giờ thì chúng ta ví dụ con cháu về này muốn làm một vài mâm, hoặc là nhà có công có việc có dỗ có chạp nhá, chúng ta làm 5-7 mâm thì các bác nên sắm cho em cái con bếp ga công nghiệp này là quá hợp lý luôn các bác ạ. Đó, có công có việc thì đun nấu rất là nhanh luôn. Đó, thì các bác biết kết cấu của sản phẩm nó sẽ là thép nguyên khối chống dị cho em nhé. Thép nguyên khối chống dị 100% cho em. Đó, bên trong lõi của nó này, đấy, bên trong lõi của nó thì có thể là tháo rời để vệ sinh khi nấu nướng xong nhá. Và các bác có thể quan sát cho em ạ, các lỗ này, các lỗ được chạy CNC rất là đều nhau để làm sao ạ, để tỏa cái lượng ga ra và cái lượng lửa nó sẽ đều nhá, nó sẽ truyền đều giúp món ăn chín nhanh, nó chín đều cho em luôn. Đó, đây là cái phần dẫn ga này các bác này, phần dẫn ga thì nó sẽ được bảo vệ bằng cái em ni lốp nhá, ni lốp chống han dỉ cho em tuyệt đối luôn nhá các bác nhá. Nó rất là ok luôn này. Ở phần đầu của nó sẽ là phần công tắc các bác nhá. Đây, phần công tắc tắt bật ở đây cho em này. Đó, rất là đơn giản thôi các bạn, rất là dễ dàng sử dụng này. Phần tiếp theo là cái phần em sẽ tặng các bác 1,5 m nhá. Đấy, kèm theo đó là 1,5 m dây. Các bác kết nối vào phần này cho em nhá. Kết nối phần này cho em và em gửi kèm theo đai nhá. Đó, các bác kết nối vào đây, em sẽ gửi kèm các bác đai. Và một phần ở dưới đây, các bác sẽ kết nối vào cho em cái con van tăng áp này nhá. Và con van tăng áp này nó bằng đồng và em cũng tặng hoàn toàn miễn phí nếu các bác mua ngoài thị trường. Nó lên tới là 500k đấy các bác ạ. Đó, nhưng mà với cái đây các bác đọc này, van bếp ga đấy đã được bảo hành nhá, đầy đủ luôn, có tem mác, đấy dấu đỏ trên đây luôn rồi các bác nhá. Đấy, điều chỉnh của nó này. Đấy, thì một phần, một đầu này các bác sẽ kết nối vào đây cho em nhá. Và các bác kết nối vào bếp ga cho em. Đó, thế là và hai con van siết này. Đó, với bác nam nào mà đã quen sử dụng thì lắp đặt nó cũng rất là dễ dàng. Còn các bác mua mà chưa biết lắp đặt thì em sẽ gọi video để hướng dẫn luôn các bác ạ. Đó, rất là ok cho em là luôn. Nó kết nối vào bình ga. Thế là chúng ta đã có một em bếp ga vô cùng là xịn sò và ok rồi các bác nhé.
cùng thiên nhiên vĩnh cửu luôn, và không có việc chúng ta đỡ phải lo lắng đó, đỡ phải đi mượn bếp núc rất là phiền. Và với cái mã sản phẩm này em đang bán là 600k, nhưng trong buổi live ngày hôm nay các bác nhé, đó, trong buổi live ngày hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 500k thôi các bác ạ, 500k trên một sản phẩm bếp ga công nghiệp này. Đó, các bác nhanh tay lên đơn cho em. Kèm theo đó là em bao ship tặng quà các bác luôn nhé, bao ship tặng quà các bác luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em cái mã bếp ga công nghiệp này. Đó, 500k trên một sản phẩm. Mã tiếp theo em muốn gửi từ các bác đó là cái mã sản phẩm đệm điều hòa nhé các bác nhé. Đấy, đệm điều hòa được đựng trong túi xịn sò như này luôn, hàng nhập khẩu nhé, rất là ok luôn cho các bác sử dụng này. Và đây, các bác quan sát vào màn hình giúp em nhé. Đó, đây là sản phẩm em gọi là đệm điều hòa hay chiếu điều hòa cũng được, bởi vì em nằm cái mã sản phẩm này em thấy êm như đệm vậy. Mà nó lại bằng chất liệu cốt tông nhá, xịn sò thấm hút mồ hôi, mà nằm thì mát lưng thôi rồi luôn các bác ơi. Đó, mà hàng đầu mùa các bác nhìn cho em này, quan sát cho em từ đường kim đến mũi chỉ nó dày dặn như thế này cơ mà các bác. Đó, dày dặn và đẹp như thế này cơ mà. Chất liệu thì cốt tông xịn sò nhá. Đấy, siêu ưu đãi luôn cho các bác trong buổi live ngày hôm nay. Đó, vừa là hàng đẹp này, đầu mùa này, vừa là giá thành vô cùng là êm ái cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, với một con chiếu này thì là con chiếu 1m8 2m này. Đấy, nó sẽ được cố định chun 4 góc nhá. Đấy, để làm sao các bác giải, các bác kẹp xuống chiếu, xuống rát thì nó sẽ cố định, đấy, nó không chạy, hoặc là xuống đệm nhá, nó sẽ không chạy nhá. Đó, rất là ok luôn, các bác nhìn quan sát cho em này, một cái màu này thì nó vô cùng là sáng phòng luôn, rất là đẹp luôn các bác nhá. Nằm vừa êm, vừa thấm hút mồ hôi, vừa mát rượi lưng luôn. Thì combo của nó sẽ gồm là một em chiếu đệm điều hòa 1m8 2m nhá, kèm theo đó là hai vỏ gối cho em. Đó, hai vỏ gối cũng kích thước cũng rất là rộng này. Đấy, kích thước rất là rộng luôn. Em đo luôn kích thước cho các bác ạ. Kích thước của con vỏ gối này sẽ là ngang sẽ là 47 nhá. Và cái chiều này của nó sẽ là 70 các bác nhá. 40-70 các bác. À, 45-70 các bác ạ. Đó, rất là rộng rãi cho các bác luôn này. Hàng đầu mùa xịn sò nhá. Các bác ưng cái mã sản phẩm chiếu điều hòa bên em. Đó, thì lên đơn cho em là chiếu điều hòa màu vàng hoặc là màu xanh nõn chuối hay là màu xanh thẫm nhá. Đó, các bác nào thích sạch đó thì các bác lấy cái màu xanh thẫm này cho em. Đấy, cũng rất là ok luôn. Em phải nói là nằm nó êm lưng và nó thấm hút mồ hôi, em đang sử dụng rồi em rất là ưng cái mã sản phẩm này luôn đấy các bác ạ. Thì cái mã sản phẩm này em gửi từ các bác với một mức giá siêu đại đó là 230k thôi các bác nhá. Đấy, các bác không nghe lộn đâu ạ. 1m8 2m mà chỉ có 230k. Còn 1m6 2m em gửi từ các bác mức giá là 220k. Và tương tự đó, rất là ok luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em nhé. Với cái mã sản phẩm mà chiếu điều hòa này, chiếu điều hòa nhá, 1m8 này, đấy, trên 2m. Đó, em gửi tới các bác mức giá chỉ có là 230k. Đó, trời ơi, quá rẻ luôn. 1m6 trên 2m này, đấy, chỉ có là 220k thôi các bác nhá. Trời ơi, quá rẻ luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Và tương tự nhá, 2m này. Đó, 2m thì là 240 nhá. Đó, 240k. Đó, các bác lên đơn giúp em. Xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay lại trời mưa gió lại nhà, bắt đầu tiếp tục sale xả cho các bác những cái số mặt hàng thiết yếu nhé. Thì hóa đơn trên 200k em vẫn xin được miễn ship, và 500k xin gửi tới các bác những cái phần quà nhé. Và các bác lần đầu đi qua kênh của em thì không quên cho em xin một like cũng như một nút chia sẻ và đăng ký kênh nhé, để em lấy động lực phát triển kênh để phục vụ các bác ngày được nhiều hơn nữa nhé. Và cái sản phẩm đầu tiên em xin được giới thiệu các bác trong buổi live hôm nay đó là cái mã sản phẩm khóa thông minh này các bác nhé. Em sale xả luôn các bác ạ. Thì với cái con khóa này nó có hai chức năng. Khi mà các bác khóa xuôi như này đó thì nó chỉ là một con khóa bình thường thôi nhá, không ảnh hưởng, không vấn đề gì hết. Nhưng mà ngoài ra nó còn một chức năng nữa vô cùng là tuyệt vời, đó là chức năng chống trộm nhá các bác nhé. Đó, các bác ấn vào như này nó kêu tít phát là nó đã nhận chế độ chống trộm rồi. Đó, các bác khóa cất đi này. Đấy, nó sẽ có 3 chìa đấy cho các thành viên trong gia đình. Đấy, và khi mà có tác động các bác này, tác động này, đấy là nó sẽ kêu. Còn khi mà tác động mạnh thì nó sẽ kêu. Đó, rất là ok luôn các bác ạ. Đó, rất là xịn sò với con này luôn. Thì các bác mua cho em con khóa này về, đấy, để phòng khi là chúng ta đi xa nhà này, đấy là chúng ta khóa con này vào, thì khi mà trộm đến tác động cưa khóa, cắt khóa là nó sẽ phát lên âm thanh nhá, là trộm sẽ sợ tránh xa luôn các bác ạ. Đó, còn khi nào mà chúng ta ở nhà thì chúng ta chỉ việc khóa xuôi chìa khóa như này thì nó chỉ là một con khóa bình thường thôi nhá, không ảnh hưởng, không vấn đề gì ạ. Đấy, một con chìa khóa rất là thông minh xịn sò luôn. Các bác lên đơn cho em với cái mã khóa chống trộm này nhá. Em sale xả cho các bác mức giá sập sàn chỉ có 80k thôi các bác. 80k các bác nhá. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được sale xả cho các bác nhá, đó là cái mã sản phẩm nồi hầm cháo chậm nhá.
Đấy, nồi hầm cháo chậm xanh này. Đấy, với một mức giá siêu đãi luôn các bác ạ. Thì như các bác quan sát cho em, nó gồm có 3 bộ phận. Cái thứ nhất là bộ phận của nó là cái nắp vung nhá. Đó, cái nắp vung của nó thì cũng bằng kính cường lực luôn các bác ạ. Rất là xịn sò luôn. Để chúng ta dễ dàng quan sát đồ nấu ở bên trong nhá. Đấy. Và cái thành phần thứ hai của nó là một cái nồi bằng sứ rất là dày như thế này luôn. Thiết kế rất là độc đáo và thông minh, bởi vì những cái nồi sành sứ thì ngày xưa các cụ ta vẫn hay dùng để kho cá hay hầm cháo hay là sử dụng nấu nướng nhá. Nó cho một cái mùi vị ngon. Đó, nó giữ được cái mùi vị rất là ngon, tròn vị cho cái đồ ăn, thức uống mà chúng ta sử dụng nấu trong đây nhá. Và phần tiếp theo thì là một cái nồi điện như này ạ. Một cái nồi điện, đó, nó sẽ truyền điện đây các bác nhá. Đấy, để truyền nhiệt vào nồi, đó, rất là xịn sò luôn. Và bây giờ em xin hướng dẫn các bác cách sử dụng nhá. Thì với cái sản phẩm nồi này, các bác hoàn toàn có thể mua về để hầm chim, đấy, hầm cháo, hoặc là các bác kho cá cho em nhá. Đấy, đa chức năng luôn. Đó, rất là xịn sò. Thì ở đây nó có 3 nút. Nút thứ nhất là nút ập, là nút tắt. Thì luôn luôn là cái mũi tên này về nút ập. Khi các bác cắm điện nhé. Đây, ở đây có cái nguồn dây điện này bác này. Các bác cắm trực tiếp vào 220V cho em là sử dụng rồi. Đây, nó sẽ này. Các bác vặn cho em vào nút này là nút hầm chậm này. Và nút tiếp theo ở đây sẽ là nút hầm nhanh nhé. Và cái nút cuối cùng auto này sẽ là nút chạy chế độ bình thường. Đó, khi cạn nước thì tự ngắt cho em nhé. Và với cái mã sản phẩm này thì dung tích của nó là 2,5 lít các bác ạ. 2,5 lít cho con nồi này. Các bác nào mà sáng ra khoái khẩu muốn ăn nồi cháo đó, hoặc là muốn kho chút cá thì nó cũng đỡ mất công lách cách kho đốt đốt nhé. Mà nó cho chất lượng rất là ngon luôn các bác ạ. Thì các bác nhanh tay lên đơn cho em cái mã sản phẩm này. Đó, em xin gửi tới các bác với mức giá là 220k nha các bác nhé. 220k cho các em sản phẩm này. Các bác nhanh tay lên đơn ạ. À, tiếp theo đến em sale xả cho các bác bộ thớt Eco nhá. Đấy, Eco có chữ R này. Chữ R là hàng xịn sò, hàng xuất khẩu nha các bác nhá. Nó rất là ok cho em. Thì nó có 3 con thớt to, vừa và nhỏ. Thì kích thước thì được in ở trên đây nhá. Đó, các bác nhìn kỹ cho em này. 35 x 25, 30 x 20 và 20,5 x 15,5 nha các bác nhá. Thì như em này, em đang dùng cái bộ thớt này, nó sẽ tách biệt riêng ra. Đấy, một bộ để thái thịt này. Đấy, thái rau và bổ hoa quả nhé, hay là thái đồ ăn chín đó, thì nó sẽ tách biệt ra, nó không liên quan, để làm sao nó chống khuẩn nhé. Đấy, nó không liên quan, đồ ăn chín là đồ ăn chín, đồ ăn sống là đồ ăn sống, đó, kháng khuẩn cực kỳ tốt và nó chống mùn cho em nhé, sử dụng bền bỉ luôn. Đấy, rất là ok với cái mã sản phẩm này. Em còn 2 bộ nhé, sale xuống cho các bác là 55k trên một bộ rồi ạ. 55k trên một bộ 3 món như này, quá rẻ quá hời, các bác không mua được ở đâu được đó. Các bác nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Mã tiếp theo em gửi tới các bác đó là cái mã sản phẩm đèn cảm biến thông minh nha các nhá. Đấy, một con đèn cảm biến thông minh cho em cực kỳ là ok luôn. Nó sẽ cảm biến cảm động theo chân của người đi nha các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần cách xa 2 mét là nó đã tự động phát sáng rồi. Thì với con này các bác mua về để dán cho em vào những cái khu vực khuất mà không dòng được dây điện, ví dụ gầm cầu thang này. Đấy, gầm cầu thang đi lên đi xuống, hay là chỗ những cái chân gầm giường nhá, để khi các bác chỉ cần ngủ dậy bước chân xuống giường là ánh đèn nó tự phát sáng, chúng ta nhìn đường, nhìn dép đó, di chuyển vào buổi tối nhá. Các bác lắp cầu thang, bước lên phát đèn sẽ sáng nhá. Đấy, rất là ok luôn, các bác có thể quan sát video giúp em ạ. Đó, với một con đèn nhá, bằng nhựa ABS cực kỳ là bền luôn, chống nước, chống va đập xịn sò luôn. Mắt LED thì siêu là tiết kiệm điện này. Đấy, pin thì pin trâu cho em. Sạc một lần, các bác có thể dùng cả tháng luôn cho em nhá. Nam châm đa dụng, dính vào đâu cũng được. Đó, tất cả những cái gầm đó, tất các bác thấy này, chỉ cần các bác bước chân lên là nó sẽ tự động phát sáng cho em nhé. Rất là ok với em này luôn. Đó, thì ở đằng sau khi các bác mua, em sẽ gửi cho các bác những cái miếng dán nam châm như này. Đó, các bác dán vào đâu cũng được cho em nhé. Rất là ok. Đấy, các bác tỉnh dậy phát đèn sẽ tự động sáng này. Đấy, quá là ok luôn. Đấy, nó sẽ kiểu cảm biến chuyển động này, đi đâu sáng đấy, đi đâu sáng đấy các bác ạ. Rất là ok với em với cái mã đèn này luôn. Thì với cái mã đèn này này, thì các bác mua, em đang bán với mức giá là 50k cho một em nhé. Đấy, nhưng mà với like ngày hôm nay thì em gửi tới các bác, đấy các bác thấy không, cực kỳ nhạy luôn. Cho vào trong hộp một cái tối nó sẽ tự động sáng luôn nhá. Còn cho ra bên ngoài này, cho bên ngoài thì sau 15 giây nó sẽ tự động ngắt nhá. Đấy, cảm nhận rất là ok luôn. Cái độ nhạy của nó rất là ok. Các bác lên đơn cho em này. Một sản phẩm là 40k, nhưng mà khi các bác mua từ 3 sản phẩm trở lên nhé, em xin gửi tới các bác với mức giá là 100k 3 sản phẩm, 100k 3 con đèn cảm ứng này. Đó, bình thường em đang bán là 50k, hôm nay em xả luôn nhé các bác nhé. Xả cho các bác với một mức giá đó là 100k trên 3 con nhé.
Và sản phẩm tiếp theo em xin sale xả cho các bác nhé, đó là cái mã sản phẩm mà máy xay sinh tố cầm tay các bác nhé, giá hủy diệt luôn cho các bác trong buổi live ngày hôm nay này. Đó, và ngày nay và ngày mai thì em đều vẫn sale nha các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh để lựa chọn cho mình những cái mã sản phẩm săn sale ngon bổ rẻ cho em nhé. Đó, một cái mã sản phẩm này này, các bác quan sát cho em ạ. Thì đây là cái máy xay cầm tay nha các bác nhé, máy xay cầm tay cho em. Đó, đây là cái củ của nó nhé, đấy cái củ của nó này. Đấy, các bác ráp xuống đây cho em. Đó, ráp xuống đây cho em như thế này, kèm theo đó là hai con cố nhá, hai con cố bằng hai cái cốc uống bia nhà mình nhé các bác. Đó, hai con cố này dung tích cho 5-6-10 ml nhé các bác nhé, 5-60 ml cho em. Đó, thì khi các bác mua về thì đây là một con máy thông minh nhá các bác nhá, khi các bác chưa lắp cối này, nó các bật nó không bao giờ nó chạy cho em. Đó, bật không bao giờ nó chạy, nó xạo để nó phòng tránh chém va chạm vào tay chân nhá, đứt tay đứt chân người sử dụng. Nhưng mà khi các bác lắp cái cốc cái cố này vào thì sao ạ, nó sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Các bác quan sát vào màn hình giúp em đó, các bác thấy không ạ, chạy rất khỏe luôn nè, rất khỏe luôn, các bác không nhìn thấy lưỡi dao đâu luôn, nó cực kỳ ok luôn cho em. Thì các bác dùng để xay sinh tố, xay hoa quả, hay là nhà nào có các bác có con nhỏ nhá, đấy có con nhỏ cháu nhỏ mà cần xay đấy, mỗi thứ một tí thì con máy này cũng rất là phù hợp. Đấy, các bác xay hoa quả xong này, đó các bác dốc ngược lên như này cho em. Đó, và các bác mở cối nhá, mở cối cho em. Đó, và tiếp đến đó là các bác lắp cho em cái nắp này vào. Đó, các bác thấy không ạ, thiết kế cực kỳ là gọn nhẹ và thông minh cho em. Nó lại thành một cái bình nước nhá, một cái bình nước có tay xách tay cầm như này luôn, các bác cầm đi chơi đi du lịch đó, hay là làm văn phòng cũng rất là tiện lợi ok nhá. Đấy, đi đâu chơi khi nào uống thì mở cái nắp này ra. Đấy, không uống thì chúng ta lại đậy lại thôi, rất là tiện. Đấy, như một cái bình nước mini, nó rất là ok luôn. Sử dụng thì lại cực kỳ là đơn giản nha các bác nhá. Chỉ có nút này, cắm vào đây cho em. Đó, cắm vào đây sạc điện cho em khoảng 2 tiếng thì dùng tuần luôn các bác nhá. Sạc 2 tiếng thì dùng 1 tuần. Một đầu này sạc vào đầu USB, một đầu này cắm vào máy sạc nhá. Đó, các bác thấy không, cực kỳ thông minh luôn. Đây, các bác ấn đi, không bao giờ chạy. Đó, ấn không bao giờ chạy luôn. Nhưng mà khi lắp cối vào thì đấy, rất là ok luôn nhá. Các bác lên đơn cho em với cái mã sản phẩm máy xay sinh tố cầm tay này. Em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nhá. Gồm một cối này, gồm một máy này và hai cối kèm tặng nắp đây nhá các bác nhá. Đấy, nắp cốc luôn. Với một mức giá hủy diệt trong buổi live ngày hôm nay. Đó, em xin báo giá cho các bác chỉ còn là 130k thôi các bác nhá. Đấy, 130k, các bác không nghe lộn đâu ạ. Các shop khác đang bán 170-180, nhưng riêng đến với shop Như Thiết Em chỉ còn có 130k. Đó, các bác nhanh tay lên đơn ạ. Và mã tiếp theo em xin được đại hạ giá cho các bác trong buổi live ngày hôm nay nhé. Đó là cái con sản phẩm xay thịt xay cua nhá, đến từ thương hiệu For cho em. Nó dung tích của nó là 2 lít nhá, xịn xò luôn, liên tiếp đạt danh hiệu số 1 nhá, bán chạy đấy trong các năm qua về cái dòng máy xay nhá. Thì em sẽ bỏ cái chi tiết ra để em giới thiệu cho các bác nhé. Đó, và ngày nay ngày mai thì em đều có những cái sản phẩm đại hạ giá nhé. Thì các bác đừng quên đăng ký cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, để khi em lên video thì video sẽ báo vào máy để các bác có thể săn đón cho mình những cái mã sản phẩm, săn sale cho mình những cái mã sản phẩm ngon bổ rẻ nhé. Đấy, ngon bổ rẻ luôn. Thì đầu tiên đây em xin giới thiệu các bác về cái con cối này của nó là Ninox nhé. Đấy, Ninox Su 304 sáng bóng cho em hàng loại 1 đây. Các bác có thể nhìn Su 304 này, rất là an toàn với người sử dụng nhá. Và ở giữa thì nó có một cái lõi như thế này, các bác chỉ việc lắp cái trụ này vào đây cho em. Đó, lắp cái trụ này vào đây cho em như thế này luôn. Để đâu đó là các bác lắp cái nắp này vào cho em nhá. Lắp cái nắp này vào cho em. Đó, kèm theo đó là các bác ráp cái đế cao su này vào cho em nhá. Để làm sao? Để nó chống trơn trượt khi chúng ta xay. Đó, chống trơn trượt này. Đấy, rất là ok luôn. Kèm theo đó là một con củ nhá, một con củ máy xay. Đấy, nguyên lý hoạt động của nó là đây. Lõi là lõi đồng cho em, lực xoắn cực mạnh cho em nhá các bác nhá. Đấy, các bác đặt vào đây nó có hai cái khớp, thì các bác đặt đúng vào hai cái khớp cho em. Khi vào lẫy là ok luôn. Đó, nó cực phát là ok. Thì các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V cho em nhé, là đã sử dụng rồi các bác ạ. Đó, xay cua xay thịt đuổi bữa cho nhà mình, làm bữa nem bữa chả hoặc là làm bữa canh cua ăn mít cà đuổi bữa các bác, sắp đuổi vụ rồi. Đấy, thì đầu tiên các bác ấn cho em cái nút like cái nút số 1 này. Đó, ấn cho em cái nút số 1 này để nhấn nhá nhá, nhấn nhá cho nó chạy này. Đấy, để cho nó chém thịt. Sau đó đấy, khi các bác muốn cho nó xay mịn thì các bác chuyển sang cái hai nhá. Đó, lực chém của nó cực kỳ mạnh luôn. Đó, lưỡi thì lưỡi hắn lưỡi kép nhá, xịn sò luôn. Và với cái mã sản phẩm cối xay cua xay thịt này, em xin sale cho các bác với một mức giá siêu đãi, cực kỳ ưu đãi luôn.
chỉ còn có là 140k trên một em nhá. Đấy, trên một em này. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Mã tiếp theo em xin được lên cho các bác, đó là cái mã sản phẩm hộp tăm hoàng gia các bác nhá. Đấy, hộp tăm hoàng gia các bác thấy không ạ? Nếu mà các bác mua cái sản phẩm này về đặt ở không gian phòng bếp như phòng khách của chúng ta nhá, thì rất là sang trọng và lịch sự cho em luôn. Sang trọng lịch sự nổi bật từ cái phần nắp luôn các bác này. Đấy, nó như là một chiếc vương miện vậy. Đó, cũng như là một tòa hình của một những cái tòa lâu đài. Đó, kiến trúc kiểu Pháp nhá, rất là đẹp và cổ kính, nổi bật trên nền vân đá màu xanh ngọc cho em. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, tông thì là tông màu vàng các bác nhá. Đấy, phần dưới của nó thì sẽ là họa tiết hoa lá tây, kèm theo đó là những bông hồng nhá. Đấy, bông hồng nhung rất là đẹp cho em như thế này luôn. Chân thì là chân quỳ nhá, chân quỳ ba chân như thế này luôn. Đó các bác ạ, đặt ở cái không gian phòng khách hay phòng bếp thì cũng rất là đẹp với mã này nhá. Và khi các bác lấy tăm thì các bác ấn nhẹ cho con, đó tăm sẽ tự đẩy lên. Và khi các bác không sử dụng nữa thì các bác ấn xuống như thế này, đó là tăm sẽ tự động rớt xuống nhá. Đấy, tự động chìm xuống vào bên trong. Nó vừa như là một cái vật trang trí phong thủy trong nhà, mà nó cũng vừa là một cái hộp đựng tăm rất là xinh xắn nhá. Và với cái mã sản phẩm này, em xin được gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Đó, chỉ có với một mức giá đó là 140k nhá. 140k, đó, trên một hộp nhá. Trên một hộp, đấy, chân là chân bồng cho em như này nhá. Rất là đẹp luôn, các bác nhanh tay lên đơn ạ. Và mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác, đó là cái bộ sản phẩm bình chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy, bình chuyên chén hoàng gia cho em gồm một bình và 6 tách kèm một đế bồng nhá. Thì em xin đi vào chi tiết sản phẩm ạ. Đó, đầu tiên các bác quan sát cho em này, đó, bình rượu này mang phong cách hoàng gia châu Âu nhá, rất là đẹp và lịch sự như này cho em luôn. Một màu vàng óng cho em này, các bác quan sát kỹ giúp em nhá. Phần cổ thì là nhỏ nhá, phần cổ thì là nhỏ thắt lại này, dưới là phình da này, thu hút tài lộc cho gia chủ cực kỳ là ok luôn các bác ơi. Đó, cái phần nắp của nó này, này cũng rất là dễ dàng sử dụng và mở nắp đóng nắp như này nhá. Đấy, phần nắp này có núm tay cầm này. Tiếp đến là phần vòi, các bác nhìn thấy không? Mềm mại uyển chuyển cho em này, hoa lá tây vô cùng là đẹp luôn. Đó, phần tay cầm cũng thế nhá, thiết kế rất là dễ dàng để chúng ta cầm và sử dụng như này luôn. Đó, thì với cái phần này, đấy các bác nhìn cho em này, phần từ phần cổ cho đến phần thân bình nhá, đều được thiết kế bằng hoa lá tây mềm dẻo cho em. Đó, và hình đuôi công kết hợp nhá, hình đuôi công, đấy, đang rất là sang trọng, rạng rỡ này, đấy, rất là đẹp luôn. Và kèm theo đó chân của nó là chân đế bồng nhá, một màu vàng óng như này cho em. Thì các bác biết màu vàng nó sẽ tượng trưng cho sự giàu sang phú quý nhá. Đấy, sang trọng và lịch sự cho em. Kèm theo đó là 6 tách nhá, 6 tách như tay em cầm này, nó cũng là họa tiết hoa lá tây, kèm đuôi công nhá. Đấy, cái phần đuôi công này, đấy, chân bồng và tay cũng rất là mềm. Đấy, hợp kim đồng loại một sáng bóng cho em như thế này luôn, một màu vàng óng luôn các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Kèm theo đó đế của nó thì cũng được thiết kế rất là đặc biệt. Nó là dạng đế bồng như này cho em nhé. Đế bồng cho em, nó chân này. Đấy, cái phần này là đều là hoa lá tây, đan xen kẽ vào nhau rất là đẹp, tinh tế và tỉ mỉ nhá các bác nhá. Đấy, cái phần mặt trên của nó cũng vậy này bác này. Đấy, phần mặt trên họa tiết 100% dập nổi cho em như này nhá. Đó, khi các bác đặt lên cái không gian thờ, một cái bộ chuyên chén hoàng gia như thế này, đấy, rất là sang trọng, đẹp. Nó và nhìn cái không gian thờ của mình nó rất là uy nghi và nổi bật nhá. Còn khi mà sử dụng thì tiếp khách cũng rất là sang. Đó, một màu vàng rất là đẹp cho em luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái mã sản phẩm bộ chuyên chén hoàng gia. Trong buổi live stream ngày hôm nay em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 450k. Đó, 450k. Kèm theo đó là em sẽ tặng các bác một cái mã sản phẩm đó là nước cắm hoa nhé. Để khi mà chúng ta cắm hoa phòng khách hay là trên cái không gian thờ thì chúng ta sử dụng cái mã sản phẩm này cho em. Nó sẽ giữ hoa đẹp gấp 2, gấp 3 lần nhé. Đấy, mà không hề thối nước cho em. Rất là tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Đấy, sản phẩm này nó có hướng dẫn sử dụng đầy đủ trên đây rồi. Thì khi các bác mua về thì sử dụng cho em nhé. Em đang bán là 30k. Thì hôm nay em gửi tặng combo luôn cho các bác nhé. Đó là mua bình. Đó, em tặng nước cắm hoa. Em xin báo giá cho các bác nhé. Trên bình bình vàng nhé, bình hoàng gia. Đấy, bình hoàng gia với mức giá là 450k thôi các bác nhé. Đấy, 450k mà tặng luôn các bác một combo đó là nước cắm hoa cho em ạ. Nước cắm hoa, đó, nước cắm hoa. Em xin cảm ơn các bác nhé.
Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là cái mã sản phẩm ấm zip line nhé. Ấm zip line đến từ thương hiệu Thái Lan cho em. Đó, dung tích của nó sẽ là 2,5 lít cho em nha các bác nhé. 2,5 lít cho con ấm này. Đấy, nhìn nhỏ gọn tinh tế như này nhưng mà lại chứa được tận 2,5 lít nước nóng luôn. Rất là thoải mái cho các bác sử dụng. Thì các bác mua về thì các bác mở cái lẫy này ra. Ở đây nó có một cái lẫy nhé các bác nhé. Đấy, các bác ấn nhẹ cho em để mở nắp ra này. Sau đó là các bác đổ nước vào bên trong. Thì lưu ý giúp em là các bác đổ nước tối thiểu đến cái mức mắc này nhé. Đấy, không được đổ nhiều quá đầy đến đây. Thì khi xô nó sẽ tràn ra đây nhá, sẽ rất là nguy hiểm cho người sử dụng cho em luôn. Đó, lõi của nó thì được làm bằng inox rồi. Inox loại 1 su 304 sáng bóng, soi gương được em luôn, năng live stream này các bác ạ. Đấy, rất là tuyệt vời. Bền bỉ với thời gian và không han gì nhá. Rất là tuyệt vời luôn bác ạ. Đấy, sau đó là các bác đậy lẫy vào cho em. Và tiếp đến là các bác đậy để lên cho em cái lõi đồng rồi nhá. Cái đế đun của nó. Đấy, đây ở cái phần đế các bác quan sát này, đồng loại một sáng bóng như này cho em luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Các bác đặt lên đây cho em như thế này. Đó, sau đó là các bác cái ổ cắm này, các bác cắm vào nguồn điện 220V cho em nhé. Đấy, và các bác bật công tắc ở đây cho em, bật lên. Và khi sôi, khi đủ nhiệt nó sẽ tự ngắt nhé, để trở về chế độ tắt, để giữ an toàn cho người sử dụng này. Đấy, chống cháy nổ cho em, chống rất là tuyệt vời luôn. Và khi các bác cắm điện thì nó sẽ có một hệ thống đèn báo ở đây nhá. Hệ thống đèn báo ở đây là đã vào điện hay chưa. Đấy, em nay là live vội nên chưa kịp cho nước vào để cắm test cho các bác. Nhưng ở nhà khi các bác cắm vào điện nó sẽ báo đèn ở đây cho em nhá. Rất là ok luôn. Kèm theo đó là cái đó, cuộn dây điện. Đấy, để các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện nhá. Thì với cái mã sản phẩm ấm zip line này, ngoài thị trường cũng như là ở các tiệm tạp hóa hay các siêu thị đang bán với mức giá là 120k. Nhưng riêng với đến shop Công Thảo em trong buổi live ngày hôm nay, em thì xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ có 100k thôi các bác nhé. 100k cho các em ấm zip line đến từ thương hiệu Thái Lan nhé. Quá là ok, đẹp và bền bỉ nhé. Các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Ấm zip line đến từ thương hiệu Thái, 100k. Và em lên nhanh mã hàng sale xả đầu tháng cho các bác nhé. Đấy, để các bác sắm thả ra không hợp với giá cho em. Thì em xin giới thiệu về cái mã nồi luộc hấp. Đấy, luộc hấp 2 tầng đa di năng này nhá các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp, bao đẹp cho các bác luôn. Thì với mã nồi này các bác về các bác quan sát đầu tiên cho em là cái vung của nó được bằng kính cường lực nhá, rất là dày dặn, nó chắc chắn cho em luôn. Cái này tay cầm thì là cách nhiệt nhá, chống nóng cho em, được bảo vệ bằng inox su 304 4 vòng xung quanh này, có lỗ thoát khí luôn cho em nhá. Đấy, để chúng ta dễ dàng quan sát đồ ăn ở bên trong chúng ta đang nấu nướng như thế nào. Đó, kèm theo đó là một con khay hấp nhá, rất là to rộng bằng inox sáng bóng như này cho em luôn. Các bác có thể hấp tôm, gà, cá đó, hoặc là đơn giản có công có việc chúng ta cần phải hấp xôi nhá. Nhà nào cũng có công có việc cả, đó, cần hấp xôi. Hoặc và tiếp đến là một con nồi luộc nha các bác nhá. Đấy, cái con nồi luộc này thì các bác có thể là luộc gà cho em. Đấy, luộc một chú gà to đại cổ ở đây, hoặc là chúng ta luộc hai chú gà vừa đây nhá, cũng rất là ok luôn. Nó rất là dày dặn sâu lòng cho em. Em xin đo kích thước cho các bác ạ. Cái miệng nồi của nó là 32 cm nhá các bác nhá. Rất là rộng cho em luôn, rất là rộng và sâu lòng nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng này cho em luôn. Đây. Khi các bác đặt cái khay hấp này lên thì nó là vừa luộc ở dưới và hấp ở bên trên như thế này cho em. Và khi các bác bỏ cái khay hấp này ra, nó bỏ cái khay hấp này ra, các bác đậy cái vung lên cho em như thế này thì nó lại hoàn thành thành một con nồi luộc. Đó, nồi luộc, hoặc là các bác đun nước để làm gà làm thịt nhá, xào nấu. Khi nhà có công có việc với cái con nồi này thì miễn chê cho em rồi. Đó, inox 304 bóng luôn cho em, bền đẹp trong thời gian. Và với cái mã sản phẩm này thì tất cả các shop đang bán với mức giá là 550k các bác nhá. Em xin lỗi, 550k. Nhưng riêng hôm nay đến với shop của Như Thiết em thì em xin gửi tới các bác với một mức giá tri ân đầu tháng nhá. Đấy, tri ân đầu tháng cho các bác với một mức giá siêu đãi, chỉ còn là 450k các bác. Các bác không nghe lộn, 450k với em này luôn. Đó, các bác sắm một lần dùng cả đời nhá, bền đẹp với thời gian, chỉ 450k với em nồi hấp 2 tầng nạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay nhá, đó là cái mã sản phẩm bộ chuyên chén hình chữ phúc nhá. Đây, các bác có thể quan sát gần giúp em ạ. Một màu vàng, nó rất là nổi bật luôn. Nếu mà các bác mua về để sử dụng thì nó cũng sẽ thể hiện được cái tính cách của gia chủ nhá. Đấy, một cái màu vàng rất là sang trọng, rất là đẹp, uy nghi. Đấy, vô cùng là tuyệt vời. Mà bày trên cái không gian thờ thì nó cũng rất là tôn kính cái không gian thờ của mình nhá. Đấy, một màu vàng óng luôn, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Rất là đẹp luôn, nổi bật luôn nha các bác nhá. Thì đầu tiên là chiếc chuyên.
Chiếc chuyên thì trên của nó cũng là khắc dập nổi hình chữ phúc cho em nhé. Bốn xung quanh tất cả đều bằng chữ nho nhé, rất là đẹp và tinh tế như này cho em. Phần nắp cũng vậy nha các bác nhé. Phần nắp thì là hình nhẫn chú rơi. Đấy, hình nhẫn chú rơi tương ứng với lại chữ phúc nhá. Đấy, con rơi là mang hình thái của chữ phúc rồi. Rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Thì em mở bên trong cho các bác quan sát ạ. Bên trong của nó cũng là một màu vàng óng như này luôn nhá các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Phần tay cầm thì cũng rất là dễ dàng để sử dụng nhá. Đấy, tay cầm khá là cao, dễ dàng các bác sử dụng nâng nhấc này. Đấy, rất là tuyệt vời. Tay cầm thì là trơn nhá. Đấy, để dễ dàng khi chúng ta cầm và sử dụng này cho em này. Đó. Và tiếp đến sẽ là 5 cái tách nhá. 5 cái tách thì sẽ có hình như nhau. Nó cũng sẽ là hình chữ phúc nhá. Đấy, không gì hơn là nhà có phúc rồi. Đấy, một chữ phúc mang ý nghĩa hàm nghĩa rất là nhiều. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Nó bao hàm hết trong đây rồi. Kèm theo đó sẽ là một chiếc khay nhá. Một chiếc khay. Này các bác có thể nhìn thấy cho em ạ. Chiếc khay cũng một màu vàng óng rất là nổi bật. Chữ phúc ở giữa và bốn con rơi nhá, quây quần bên chữ phúc này. Đấy, hình gấm dập nổi như này cho em rất là đẹp nhá. Các bác mua về sử dụng thì cũng rất là quá là sang trọng và lịch sự. Còn các bác đặt ở trên không gian thờ thì nó sẽ tôn kính cái không gian thờ của mình lên nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, để một năm làm sao ạ? Vàng bạc phú quý này. Đấy, rất là ok luôn cho em này. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái mã sản phẩm này, bộ chuyên chén hình chữ phúc nhé. Em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Chỉ có 450k thôi ạ. Đó, chỉ có 450k cho cái bộ sản phẩm đồ đồng này nhá. Các bác nhanh tay lên đơn giúp em, bộ chuyên chén chữ phúc 450k. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là cái mã sản phẩm nhá. Đấy, bộ chuyên chén hình cá chép hóa rồng cho em nhé. Đây, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Gồm một chuyên và 6 chén kẹm một khay như này cho em nhé các bác nhé. Đó, các bác có thể quan sát cho em ạ. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Đấy. Và bây giờ em xin đi vào chi tiết sản phẩm nhé các bác nhé. Thì với cái mã sản phẩm này thì đầu tiên là phần chuyên. Đó, các bác nhìn cho em ạ. Với phần chuyên sẽ là phần hình in đúc nổi nhé. Phần đúc nổi lên phần cá chép hóa rồng cho em như này nhé, cùng với là những cái đài sen. Thì như các bác biết, đài sen là hình tượng của thuần khiết và thanh cao nhá. Đấy, hình tượng của người quân tử rất là tuyệt vời luôn. Còn với cá chép thì là cá chép hóa rồng nhá các bác nhá. Đấy, một cái linh vật rất là linh thiêng, nó rất là tuyệt vời luôn. Phần nắp ấm cũng vậy nhá các bác nhá, là một cặp cá chép hóa rồng cho em, quấn quanh bên đó là đài sen. Nó rất là đẹp, rất là tinh tế và tuyệt vời luôn cho em như này. Kiểu ấm thì là kiểu ấm cổ nhá. Kiểu ấm cổ với tay cầm và vòi cầm này. Đấy, rất là đẹp luôn. Với cái phần tay cầm thì cũng rất là dễ dàng khi sử dụng nhá. Nâng nhấc ra như thế này cho em này. Bên trong thì rất là sáng, rất là đẹp cho em luôn. Kèm theo đó là 6 chiếc ly nhá. 6 chiếc ly thì các bác có thể quan sát cho em. Đấy, 6 ly cũng là hình nước nhá. Hình nước này, nổi bật trên đó là hình cá chép. Đấy, hai chú cá chép hóa rồng như này cho em. Và bốn mặt đều là cá chép hóa rồng nhá. Đấy, rất là đẹp và tinh tế luôn. Đây, giống nhau hết nha các bác nhá. 6 ly đều giống nhau như này luôn. Rất là đẹp luôn. Kèm theo đó là một chiếc khay nhá. Đấy, một chiếc khay này, hình mây. Hình mây hóa rồng này. Đấy, hình mây hóa rồng của cá chép luôn. Bốn viền xung quanh cũng là đúc nổi hình cá chép nhá. Cộng với hoa sen nhá. Rất là đẹp và tinh tế như này luôn cho em. Và với một cái mã sản phẩm chuyên chén như này thì cũng phù hợp để cho các bác sử dụng nhé, để pha trà uống nước, hoặc các bác có thể mua về để sử dụng ở cái không gian thờ nhà mình nhé. Rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy, mua về để lên cái không gian thờ thì nó rất là đẹp, rất là tinh tế, rất là linh thiêng cho em. Và với cái mã sản phẩm bộ chuyên chén cá chép hóa rồng này, em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nhé, đó là 450k. Các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Bộ chuyên chén cá chép hóa rồng vừa đẹp vừa tinh tế như này, em xin gửi tới các bác với một giá siêu đãi, đó là 450k. Các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Mã sản phẩm tiếp theo em gửi tới các bác đó là cái mã nồi Đức nhập khẩu này các bác nhé. Đây, bộ nồi nhập khẩu Đức 6 món như hình nha các bác nhé. Vô cùng là đẹp luôn, đẹp từ chất lượng cho đến mẫu mã luôn. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm để các bác nhìn ạ. Đây, đây là cận cảnh một cái con nồi nha các bác nhé. Đấy,
được làm bằng thép chống dỉ cho em. Thép chống dỉ vô cùng là dày dặn sáng bóng như thế này, có thể soi gương được luôn các bác ạ. Đấy, vô cùng là dày dặn như này cho em. Đế của nó là đế 5 lớp các bác nhá. Chống khê này, chống cháy cho em. Đấy, dập nổi như thế này. Đấy, thương hiệu Đức luôn. Thì với cái đáy nồi này các bác có thể đun với mọi loại bếp cho em nhé các bác nhá. Đun với mọi loại bếp cho em. Và cái tay cầm và cái nắp vung các bác nhìn cho em này. Đấy, nổi bật luôn. Được tráng men, mạ vàng, vô cùng là đẹp. Nếu mà đặt trong cái căn bếp thì đảm bảo là nhìn sang hẳn cái căn bếp nhà mình lên luôn. Và cũng vô cùng là dễ dàng và sử dụng nhá. Với cái con nồi to nhất này, em sẽ đo cho các bác này. Con nồi to nhất này có thể là để luộc gà, luộc các đồ to, nó vanh của nó là 26 nhá các bác nhá. Đấy, vanh của nó là 26, vô cùng là tuyệt vời. Tay cầm và tay bắt này là khi đun nấu là chúng ta sờ vào không hề bị nóng đâu các bác nhá. Đấy, nhà em cũng đang dùng, vô cùng là tuyệt vời. Đây, và cái tiếp theo là cái con chảo này, được mạ đá hoa cương như này cho em. Đế của nó cũng vô cùng là dày dặn 5 lớp như thế này nhá. Và cũng bắt được mọi loại bếp luôn. Các bác nhìn tay cầm của nó này. Đấy, tay cầm của nó vô cùng là sáng bóng đẹp. Đấy, bác nhìn quá là lung linh lộng lẫy luôn. Dày dặn. Cái vỏ này, cái vung của nó thì được làm bằng kính cường lực các bác nhá. Kính cường lực như này cho em. Đấy, có lỗ thoát khí này. Tay cầm được trắng men mạ vàng như thế này. Đấy, chúng ta dán thì chúng ta có thể nắp vào như này để tránh dầu mỡ nó bắn nha các bác nhá. Thiết kế vô cùng là tinh tế cho em luôn. Cầm cái chảo nó chắc chắn lắm. Vô cùng là thích mắt và tuyệt vời luôn. Và với cái con chảo này, em xin nó kích thước cho các bác. Đó là kích thước của nó cũng là 28 nha các bác nhá. 28 luôn cho em. Đấy. Và cái con nồi tiếp theo, để các bác có thể nhìn này, cấu trúc là như nhau nhá. Từ vung cho đến nồi này, vô cùng là sáng bóng, xoay gương luôn. Xoay gương. Đấy, từ đáy nồi này. Và em cũng xin đo cho các bác cái vanh của con này, nó là 22 các bác nhé. Với cái con nồi này thì chúng ta dùng để nấu canh. Đấy, nấu canh hoặc luộc các món thì tùy. Còn với cái con nồi này thì em sẽ đo cái vanh của nó xem nào. Vanh của nó sẽ là 20. Đấy, để các bác phù hợp là luộc, nấu canh hoặc là rang thịt nhé. Tùy cái mục đích sử dụng của các bác thôi. Đấy, và cái con nồi đây, một cái con nồi này bé cuối cùng thì các bác cũng mua về để rang thịt thay vì mục đích sử dụng. Vanh của nó là 18 các bác nhé. Đấy, nhà 5 người mà muốn ăn 6 món thì đây sẽ là cái giải pháp. Và cái nồi cuối cùng này, đấy, chúng ta để nấu súp, nấu bột, nấu mì, nấu, nói chung là nấu cả thế giới vào đây cho em đều rất là ok nhé các bác nhé. Vô cùng là dày dặn, sáng bóng và đẹp như này cho em. Đó là căn bếp vô cùng là nổi bật luôn. Đấy, sang trọng cả căn bếp nhà mình lên luôn. Và với cái bộ nồi Đức nhập khẩu 6 món như hình. Đấy, như này em xin gửi tới các bác với một mức giá, đó là 670k các bác nhé. 670k các bác lên đơn cho em là chỉ cần sắm nguyên bộ nồi này thôi, là các bác không phải sắm bất kỳ một cái loại nồi nào nữa trong căn bếp của mình nhé. Từ nồi luộc đến chiên xào cho đến nấu canh cho đến rang thịt hay là hầm súp nấu mì thì nó đều có tất cả ở đây rồi các bác. Chỉ cần sắm nguyên một em này thôi là các bác không phải sắm thêm một cái gì nữa. Mà thiết kế thì vô cùng là sang trọng và tinh tế cho em nhé các bác nhé. Cái mã nồi nhập khẩu nhá. Với cái mã nồi nhập khẩu siêu đỉnh siêu hot này, em sẽ xin gửi tới các bác với một cái mức giá vô cùng là ưu đãi, đó là 700k các bác nhé. Chỉ 700k thôi là mình đã có thể sở hữu được cái mã nồi Đức nhập khẩu 6 món. Mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi tới các bác, đó là cái mã sản phẩm phân bón NPK nhé. Chuyên dụng để dùng cho những cây cảnh. Đấy, để chúng ta trồng đầu xuân năm mới để cho lộc lá, gọi là một năm tấn tài tấn lộc nhé. Đấy, mua may bán đắt cho em. Thì với cái mã phân NPK này thì nguyên liệu nhập khẩu 100% từ châu Âu cho em nhé các bác nhé. Vô cùng là tuyệt vời luôn. Nó sẽ bổ sung làm phân bón cho tất cả những các loại cây, đặc biệt là phù hợp với bonsai nhé. Hay là các cây như lan ly, hồ điệp cúc, chanh, hay là những tất cả các loại cây cảnh nhá, thì đều rất là tuyệt vời luôn. Với cái mã sản phẩm này, nó sẽ cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cây cho em nhé các bác nhé. Thì mùa xuân là Tết trồng cây, các bác cứ mua và chăm bón cho thật tốt để một năm lộc lá đầy nhà nhé các bác nhé. Thì với cái mã sản phẩm NPK phân bón này thì em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng ưu đãi luôn nhé. Vô cùng ưu đãi, vô cùng hạt rẻ, chỉ có 60k cho một cái em lọ phân bón này thôi. Mà các bác biết là phân nó cực kỳ tốt. Mỗi một hốc các bác chỉ cần bón cho em 10 hạt thôi, đến 10 hạt đó là các bác rất là ok rồi. Đấy, cả tuần các bác không phải lo lắng là cây thiếu chất dinh dưỡng. Hoặc các bác chỉ cần pha cho em 10-15 hạt thôi, ra các bác tưới nước cho em hoặc phun lên lá lên cây thì nó phát triển dễ nhé.
phát triển nhánh, phát triển lộc lá thì vô cùng là tuyệt vời luôn. Và khối lượng tịnh của nó là 400g nhé. Các bác dùng thoải mái trong 2-3 tháng nhé cho em luôn. Thì các bác lên đơn cho em nhé. Mã phân nhập khẩu này, hàng chuyên dụng cho cây cảnh. Đó, đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng NBK. Đấy, và em xin gửi tới các bác với một mức giá là 60k nhé. Đấy, 60k, các bác lên đơn giúp em. Sản phẩm đầu tiên em gửi tới các bác đó là cái mã đèn dầu này nha các bác nhá. Với cái mã đèn dầu này thì nó có hai size, và lần trước thì em có về một cái size nhỏ thì các bác ủng hộ em quá là nhiều rồi. Và hôm nay thì theo yêu cầu của các bác thì em lại lấy cái size to hơn nha các bác nhá. To hơn. Đấy, vô cùng là đẹp luôn. Với cái ban thờ nhà bác nào mà to cao rộng một chút thì để cho em hai cái đèn này hai bên thì vô cùng là tuyệt vời rồi nha các bác nhá. Thì đây em xin vào chi tiết sản phẩm cho các bác ạ. Đầu tiên là cái phần đế của đèn nhé, các bác nhìn cho em này, được làm bằng hợp kim đồng loại một vô cùng sáng bóng như thế này cho em nhé, được dập nổi chữ phúc này và hoa văn rất là đẹp cho em như thế này luôn, đấy hợp kim đồng loại một sáng bóng như này luôn cho em các bác nhé. Đấy, phần tiếp theo đó là phần thân đèn nhé các bác nhé, phần thân đèn như các bác nhìn cho em này, một cái bình này các bác có thể đổ được gần 1 lít dầu cho em nhé, đấy được làm bằng pha lê trong suốt như này cho em, đấy các bác nhìn này. Bên trên thì là được in hình họa tiết hoa sen nhé. Họa tiết hoa sen vô cùng là nổi bật luôn. Và các bác biết hoa sen là biểu tượng của thanh cao thuần khiết. Đấy, vô cùng là đẹp, bình an và may mắn nhé các bác nhé. Nên là luôn luôn được đặt ở những cái vị trí trang nghiêm ở trên ban thờ nhé. Đấy, vô cùng đẹp như thế này cho em luôn. Và tiếp đến là cái phần đèn nhé. Các phần đèn này các bác nhìn xem này, thiết kế như là một cái lọ lộc bình luôn, lọ phúc lộc luôn cho em nhé. Bốn viền xung quanh là được chạy bằng gấm nổi đấy, gấm nổi cổ vàng ngày xưa đấy, vô cùng là đẹp và tinh tế như thế này nhé. Với cái phần lõi của cái đèn này này thì nó được làm bằng đồng nhé, khi các bác đốt lửa thì không hề bị đen như các sản phẩm khác cho em, vô cùng là đẹp và thiết kế thì tinh tế là một bông hoa sen luôn các bác nhé. Đấy, ở cái phần cuối này cũng vậy này, các bác nhìn cho em này, được làm bằng đồng luôn, vô cùng là tuyệt vời. Và ở đây thì đã có tặng sẵn các bác một cái dây đèn này rồi, chúng ta dùng cả năm không hết luôn các bác nhé. Và đây thì có một cái phần điều chỉnh đấy, điều chỉnh to nhỏ như này cho em, các bác có thể vặn to vặn nhỏ như thế này, vô cùng là tuyệt vời luôn các bác nhé. Các bác biết rồi, đèn dầu thì không thể thiếu được trên cái ban thờ của gia tiên, nó là cái bộ phận để mà thắp sáng cũng như là kết nối giữa hai thế giới đúng không ạ? Vô cùng là tuyệt vời với cái sản phẩm này luôn. Các bác mua về trưng ban thờ thì phúc lộc đầy nhà nha các bác nhé. Đấy, các bác lên đơn luôn cho em với cái cặp đèn thờ này. Đó là 300k các bác nhé. Với 300k thôi em đang bán là 350k. Nhưng nay em xin được sale sốc đó là 300k. Các bác lên đơn luôn giúp em ạ. Mã sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái mã bình rượu đế vương này các bác nhé. Đấy, nhà em sẽ bán đi theo cặp như thế này. Ví dụ như là bên này là cặp rồng này và bên này là cặp phượng này, các bác mua về để lên ban thờ đấy thì vô cùng là đẹp và tuyệt vời luôn. Nó là rượu thờ nha các bác nhá, bên trong chứa 1 lít rượu cho em, và bên trong lõi của nó là bằng thủy tinh nhá, để các bác đựng rượu cho nó thơm nó ngon. Và bên ngoài thì được ốp những cái hình hoa văn dành rồng hình phượng như thế này, đường nét vô cùng là tinh xảo và đẹp cho em nhá các bác nhá. Đấy, rồng này, rồng này, phượng này, đấy, mây này, được đính đá sapphire nhé, vô cùng là đẹp cho em. Đấy, ở cái phần đế của nó thì là có hình con hổ phù nhé, hình hổ phù này, đấy, hình trầu nhé, vô cùng là đẹp mắt luôn. Và cái lớp bên ngoài cùng của nó là nhựa meca màu trong suốt để bảo vệ cái bình rượu này nhé. Và đây là cái nắp này, đấy các bác nhìn này, đấy là phượng, còn đây là rồng nhé các bác nhé. Họa tiết vô cùng là đẹp, vô cùng là tinh tế luôn cho em. Đấy, đính đá đẹp vô cùng. Đấy, với cái cặp mà rượu như này các bác mua về và bày lên ban thờ nhà mình thì nó vô cùng là đẹp, vô cùng là sang trọng và nó tôn lên cái vẻ uy nghi của cái không gian thờ nhà mình nhé các bác nhé. Và cái sản phẩm này khi chúng ta thắp hương xong thì chúng ta cũng thể lôi ra để sử dụng cái rượu nhé. Rượu bên trong uống cũng vô cùng là ngon luôn. Đây các bác nhìn. Đấy, với cái cặp này, cặp rồng phượng này, em xin gửi tới các bác với một cái mức giá vô cùng là ưu đãi nhé. Là 500k trên một cặp này cho em nhé. Chỉ có 500k thôi là chúng ta đã có 2 lít rượu ngon cộng với một cái sản phẩm vô cùng là tinh tế như này để bày trên ban thờ nhà mình nhé.